Phạm Canada Channel. Xin thân chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay Kim Phạm có hẹn một người khách nên ra phải đi sớm. Xin mời cả nhà cùng theo chân Kim Phạm đi lên xa lộ 40 một buổi sáng ngày đầu tuần mà bắt đầu một ngày mới làm việc. Kim Phạm xin thân chúc cô bác anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui. Thì chúng ta đang trên xa lộ 40 và đang đi về hướng East, tức là hướng Đông. Buổi sáng trên xa lộ. Đường trên xa lộ sáng nay rất thông thoáng và cái tốc độ tối đa của trên xa lộ 40 này chính phủ cho phép là chỉ tối đa là 70 km/h, tức là giờ này chỉ có những người đi làm việc hay là các công ty hãng xưởng hay là xí nghiệp hay là gì đó. Xa lộ này thì bên hướng này thì chỉ có 3 làn xe và hướng đi ngược lại chỉ có 3 làn xe thôi. Thì cái xa lộ 40 này trong một cái video clip đã lâu rồi Kim Phạm có giới thiệu với cả nhà là nó dài khoảng 340 km/h, tức là nó nối từ hướng Đông sang hướng Tây và nó giáp ranh với cái xa lộ, Kim Phạm không nhớ là nó giáp ranh với một cái xa lộ của thành phố Toronto của tỉnh bang Ontario. Sáng mọi người đi làm việc rất là nhiều. Tức là bây giờ chúng ta đang ở trên cao lắm nha, không biết bao nhiêu mét, tính từ dưới lên chắc cũng khoảng chừng chúng ta nghĩ chắc cũng khoảng mười mấy hai chục mét tính từ dưới đất lên trên cái tầng này. Đây là coi như là một trong hai cái xa lộ mà dài nhất tại tỉnh bang Quebec và nó đi ngang qua cái thành phố Montreal. Nó đang ở trên cao thành ra quý khán giả không có thấy được cái cảnh quan ở phía dưới. Phía trên tay phải là có hai cái dealer bán xe hơi là của hãng Honda và hãng Nissan. Nên bây giờ nó lại đi xuống dưới rồi, không còn ở trên cao nữa. Đường phố rất thông thoáng và nhiệt độ hai hôm nay thì cũng đã ấm dần dần rồi, vì có thể là đây là những ngày cuối đông, thì khoảng 21, 22 tây tháng 3 này là Canada nói chung và thành phố Montreal nói riêng là vào xuân sau hơn 3 tháng mùa đông ngủ miệt mài. Thành phố buổi sáng trời còn gọi là hơi se se lạnh của những ngày cuối đông. Phía trong hai bên là phía bên kia và phía bên này bên là quý khán giả thấy là sẽ có những cái làn đường gọi là tiếng Pháp gọi là voie de service, tức là làn đường
dịch vụ phụ thêm cho cái xa lộ này. Và thỉnh thoảng nó sẽ có những cái exit là tiếng Pháp hoặc gọi là sortie để đi ra những cái làn đường đó. Thì những cái làn đường đó mới dẫn chúng ta đi vào những cái con đường trong phố. Chúng ta đang đi ngang cái quận gọi là rất nổi tiếng, đó là quận San Leona, cũng nhiều nhà rất đẹp. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị đi ra một cái exit. Cái exit này là gọi là exit số 78 để đi đến một cái quận khác, đó là quận Mercier Hochelaga Maisonneuve. Tại ở bên đây thì theo cái hệ thống hành chính thì là 3-4 phố người ta sẽ gom lại thành một quận. Đây cũng có một cái hãng xe hơi rất là lớn, đó là hãng không biết hãng gì nữa, tại vì chạy nhanh quá kiểm phạm không để ý cái tên của nó, nhưng mà đa số là xe nhập từ Hoa Kỳ qua. Bên bờ lề đường hai bên là những cái đồi thoi thoải cỏ đó, mà bây giờ tuyết nó ngập như vậy đó, nó ngập như vậy trắng xóa luôn, tức là những cái chỗ đó phải qua tới tháng 3, hết tháng 3 hoặc tháng 4 nó mới tan hết cái tuyết đó. Thì sắp tới là Kim Phạm sẽ hẹn một người khách ở một cái shopping mall, đó là gọi là Carrefour Langelier. Thì Carrefour thì tại vì họ đặt theo tiếng Pháp thì cũng giống như một cái giao lộ, một cái ngã tư vậy đó. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Tới đó thì Kim Phạm sẽ đi vào Bắc Kinh và sẽ tạm biệt mọi người nha. Sắp đến cái Carrefour Langelier này. Tại vì cái chỗ này nó có một cái rất nổi tiếng mà tất cả những người Việt Nam, người ngoại quốc, người nào cũng phải đến tỉnh bang Quebec và thành phố Montreal sinh sống thì phải có cái bằng lái xe nếu muốn lái xe hơi. Thì đây là cái trung tâm gọi là đầu não, sẽ có những cái chỗ mà để chúng ta thi lái xe, mướn xe hơi để thi lái xe và cấp bản số xe, cấp bằng lái xe vân vân và vân vân. Đây là cái shopping mall Langelier. Xin lỗi. Trời còn rất sớm. Phía trước quý vị sẽ thấy một cái, nó để là tiếng Pháp là, mà mình cũng có thể đọc theo tiếng Anh, đó là Super Center Walmart, là hệ thống bán lẻ rất lớn nhất tại Bắc Mỹ. Nó khác với Costco. Costco là hệ thống bán sỉ lớn nhất. Rồi chúng ta quẹo qua đây nhé. Nắng quá. Đến đây thì Kim Phạm xin tạm dừng video clip ở đây. Chúc tất cả khán giả được bình an, nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, cũng như thành công trong cuộc sống. Khi xem các video clip của Kim Phạm, nếu thích thì xin nhấn cho một like và một subscribe và đăng ký để động viên Kim Phạm ra nhiều video clip mới cho mọi người xem.